kiến thức tôi hạn hẹp quá. Và chúng ta cùng đến với ván thi đấu thứ tư cùng đội các thành viên của SC và Team Wales. Nhưng mà nó không, nhưng mà không, nhưng mà tôi hỏi thiệt nha, là nó từ đó tới giờ là cái QE của con ra ung nó có bị chỉnh sửa gì không, hay là nó vẫn giữ nguyên từ trước tới giờ luôn mọi người? Đó là SC quan nha. Đặc biệt các cánh còn lại cũng đều có một tỷ lệ thắng. Tại vì nó giữ nguyên từ trước tới giờ là tôi không để sẵn sàng. Là cho nên là tôi mới không, tôi mới bị thắc mắc đó mọi người. Rõ ràng là không có bất kỳ đội nào muốn thua đội đó. Chúng ta nhìn sơ qua về những cái bản ngọc mà họ đang cầm được nữa. Thì Vega cầm sắp phép nó hại đỡ cái gì tôi cũng không biết nữa. Vì Nagia đang đứng chào nhau. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy á. Và những cái phép hỗ trợ đến từ hai xạ thủ vẫn là cái nhịp độ chết người, nhưng có một tí khác biệt. Bên phía bên kia thì đang cầm huyền thoại hút máu, còn ngược lại thì Slider có sữa hả? À, có sữa hả? Điên cây mất hơi nhiều máu. Sữa chung với lại Samiga Yasuo à, phiên bản nào á da? Anh em cho tôi coi thử cái phiên bản nó coi nó như thế nào. Glory ở đâu? Đáng tiếc thay là từ nãy giờ Glory cũng chưa có bất cứ một pha quy trúng nào cả. Ở trong ván đấu này Glory quyết định là mang theo cái sát phép. Chúng ta vậy con ôm nó ngon quá nhờ. Chúng ta ôm nó ngon mãi lộn luôn. Nó có thể giúp cho Glory thoát đi. Còn ở phía cánh kia, Điều quyết định lên tăng tốc và nhằm mục đích để thắng được càng sớm càng tốt. Slider và Palette thì đang có một bộ đôi mà chắc chắn là cấu gì ở tốt hơn không ai so chơi với Jinx và Thresh ở bên phía bên kia. Đặc biệt là Palette còn có một... Không phải là lì, mà là kiểu mình hỏi để mình biết coi là nó thay đổi như thế nào. Nó sẽ khiến cho những tình ngoại trừ cái chiêu của Gagat ra thì còn cái chiêu thức nào mà nó có thể vượt qua được hay không thì phải đọc với ta mới biết. Anh em cứ đừng nói tôi lì không biết. Đang cố gắng tìm hiểu kiến thức. Giao rồi. Dưới đúng như anh Dương đang nói, cái lợi thế về mặt máu đang giúp cho Palette cũng như là Slider có một số lợi thế nhất định. Palette sẵn sàng luôn hồi máu để sẵn sàng cho Palette và khiến cho Vịnh mất rất nhiều máu. Ta mất tóc biết được là bao chạy. Vie đang muốn đánh nhưng hình như là Vịnh chưa sẵn sàng để có thể đánh nhau. Slider đánh tiếp luôn không hề lo sợ. Ta đang chờ đợi thì khả năng của mình hồi lại nhưng nó còn có khoảng mấy giây nữa mới hồi, cho nên tương đối khó để có thể tiếp tục tổ chức đánh nhau ở đây. Slider chắc chắn sẽ lên được cấp độ 2 sớm hơn so với Vịnh rồi. Khu vực đường dưới thì pha vừa rồi bên phía của Palette và cả Slider họ muốn phủ đầu đối phương. Họ đầu tư cả hồi máu, một cái hồi máu đổi lại đó là một cái tốc biến và cả một cái thiêu đốt đến từ cả Bia. Họ đang có một tí nào đó trên cơ so với bên phía bên kia. Chỉ là họ đang có một lợi thế cực lớn. Và lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy là khi là Queen anh ta ăn ba bãi và anh ta muốn tấn công đường trên luôn. Và nó sẽ khiến cho đường dưới này là... Đúng, càng cầu người thông minh. Và khi mà họ đã mất một cái lợi thế lớn như vậy rồi mà họ tự chơi sẽ rất nguy hiểm. Killqueen chắc là định hút tóc biến rồi. Anh ta ý định rất rõ ràng mà ta đang hút và ta đang khiến cho Ember gặp một vấn đề về mặt máu và cái đất mạng đã có chiến công đầu cho Killqueen. Cầm top rồi. Một pha đầu tư rất nhiều đến từ cả cặp đôi đường trên và cả rừng của bên phía Team Well lấy được mạng chiến công đầu. Và bây giờ sẽ ép cho Ember phải sử dụng ngược cái dịch chuyển ngược trở lại. Nhưng khu vực đường dưới có một tí khoảng trống để cho Slider và cả Palette tác động vào cái đợt lính nhưng mà cái trụ thì vẫn chưa mất máu. Đây là một đợt lính mà Vịt bắt buộc phải về có thể mua đồ và nó sẽ là một đợt lính đẩy ngược lại cho SBC Esports khi mà họ đã đẩy hết được những đợt lính này vào rồi. BE không thể nào đỡ được những cái đợt lính này để chờ cho người xả thủ của mình xuống. Những con lính đang bắt đầu bị deny đi và chỉ số lính vẫn là Slader đang chiếm lợi thế. Muốn tiếp tục đẩy thêm một đợt nữa, chưa về ở cái đợt này mà sau cái đợt lính này thì SBC mới đẩy về và với lợi thế đẩy đường tốt hơn của SE thì EDNK sẽ là người kiểm soát con cua này. Thứ nhất là Vịnh vừa rồi mất khá nhiều lính. Cái thứ hai là Slider tích một đợt lính nó lớn hơn so với lại Vịnh. Khi mà ta cầm cái 28 con lính này về chắc chắn là người lượng trang bị của ta sẽ dính hơn so với lại Vịnh rồi. Một trong những cách để có thể giúp cho Slider có thể thắng được đường hiện tại đang ngày ngủ rất rõ. Anh ta đang liên tục áp đảo về mặt chỉ số lính. Còn trong đó câu chuyện của mình trên đồng ý Ember đã phải nằm xuống. Nhưng tôi cảm giác thật ra nó vẫn chưa lực lắm. Bởi vì nếu như người ăn mạng là Nagisa thì đây sẽ là một pha găng mà cảm giác là Team Wales họ sẽ có lợi thế. Nhưng nếu như người ăn mạng là Killqueen thì Nagisa chưa thể... Cô máu luôn nha, cô máu từ nhà tới trường nha, thế này thấy từ nhà trường nha. Anh ta đang tận dụng khoảng thời gian mà Nagisa đang tiếc mấy con lính để liên tục có những pha khiến cho Nagisa chưa thể nào bấm bê về được. Tôi rất đồng ý với pha vừa rồi của anh Trung tại vì cái tình huống đó không có màn hạ gục dành cho Nagisa. Mưa anh em. Lại là cái tình huống đẩy vào dành cho Nagisa. Ở bên tân thì phải khi ngọt anh em nhá. Ở bên tân đéo mưa anh em á. Bởi bây giờ Killqueen lại tiếp tục một rừng hướng. Ở bên tân vẫn sẵn sàng cho người chơi rừng mình dịch chuyển ngược lại đến từ Nagisa với một cái thủy kiếm. Nhưng mà thực ra dịch chuyển ngược lại này thì lính vẫn đang đẹp cho Ember. Anh ta có thể thua đồ pho với Nagisa. Bên tân nóng tải lầu anh em à. Này vẫn là một cái vị trí mà DNK hoàn toàn có thể can thiệp. Nagisa bắt buộc phải đẩy tăng nóng lại luôn. Bạn có thể nhìn thấy là cái
chất lính này thì Ember không hề e sợ gì cả. Đường dưới cũng đang đóng băng lính cực kỳ mạnh đến từ Slayer, nó khiến cho đường dưới của Team Will không thể farm được. Phải đi ra khỏi đợt lính của mình, và người ta đang thấp một cấp so với Slayer. Còn trong đó câu chuyện khu vực đường trên đó đang tiếp tục là lợi thế một tí xíu về mặt lính như Ember. Người ta đang bắt đầu áp đảo và ôi bắn trụ à. Thật ra nên suy nghĩ cho kỹ. Không nên. Tại vì tầm này Ember chưa sẵn sàng đâu, phải đánh nhau, anh ta chỉ có nửa cây máu. Nếu Gia đang muốn tìm để có thể ngăn cản một pha bắn BV, nhưng ngay lập tức bị dính phải một cái hạt mầm. Nó khiến cho Gia cũng mất một lượng máu kha khá. Và cảm giác là đây vẫn đang là thời điểm mà Ember vẫn chưa thể nào có thể bấm B về được một cách ưng ý, mà Gia liên tục có những pha đi check bụi để tránh trường hợp là Ember có thể bấm B về được. Một pha xử lý thông minh đến từ Nagia khi mà anh ta biết rằng DNK di chuyển lên để hỗ trợ cho Ember đẩy cái đợt lính và reset wave, và cái bước di chuyển của DNK là muốn ngăn cản những pha đã sẽ có vấn đề dành cho Ember. Và Killer Queen đang chờ đợi cơ hội một pha phản đòn sẽ được bung ra sau khi Killer Queen hút vào bên Ember nằm xuống kỳ này thì Nagia đã có lợi thế. Sao thằng Bó nó quay trở lại vậy? Cái thi lính là quá khó chịu dành cho Ember. Nếu ta về pha đó, ta sẽ lỗ rất nhiều. Đợt lính được đóng băng và ta bắt buộc phải quay ngược lại. Nhưng khi quay ngược lại, thứ đang chờ ta đó là một Killer Queen đứng sẵn sàng với một tình huống tấn công và đó là thứ hai ở khu vực đường trên nằm xuống. Và bây giờ người ăn mạng là Nagia. Cái thế lính về thì đóng băng nhưng mà lên thì đóng hòm của Ember đã khiến cho anh ta bị đóng hòm. Bắn bắt đầu vui rồi nha. Thế bị mất đi bởi vì ở cánh dưới Slayer đang thắng quá mạnh. Mưa gió bão bùng rồi. Palette đang đẩy liên tục và đó sẽ là con rồng đầu tiên ván đấu này cho các thành viên của SBTC Esports. Nó là một con rồng gió. Nó cung cấp cho bạn một cái tốc độ di chuyển ngoài giao tranh là tương đối tốt. Giờ nhiệm vụ của Naya sẽ là phải làm sao đó để tận dụng được màn hạ gục này nhằm mục đích là tạo ra được những cái thế đánh. Ui đánh luôn à. Team Well đang rất tự tin dựa trên cơ sở là lượng máu của DNK đang không thể nào có thể tập trung được đánh nhau. Còn trong đó Glory người ta ăn phải một vài hạt mầm nhỏ khiến cái lượng máu của ta mất đi khá khá. Lượng năng lượng đến từ địa một cũng không có nhiều lắm được có thể tham gia vào pha hạ gục. Cho nên tương đối khó để giúp cho phía xe có thể nhắm vào tình huống đánh nhau. Còn có nhiều người lớn với lại hơi xấu. Ember vẫn đang đánh rất khát máu nhưng mà pha quy 3 nó không chuẩn chỉ lắm. Để bây giờ tiếp tục một quay lớn xấu nữa. Tạo ra một thế ngược lại. Câu chuyện của Vương Đen thật ra tôi cảm thấy nó vẫn chưa dừng lại đâu. Khi một sự khát máu đến từ Ember nó vẫn đang hiện hữu và Nia vẫn đang muốn tận dụng rất tốt cái thủy kiếm của mình để đánh được sâu vào mẫu của Ember. Rõ ràng là những chênh lệch ở khu vực đường trên nó đang không là quá nhiều. Một màn hạ gục so lại với chênh lệch là khoảng hơn 10 chỉ số lính khiến cho Ember cũng không phải gặp quá nhiều vấn đề ở khu vực đường trên. Và thậm chí anh ta đang có những tình huống trao đổi lời hơn so với Nia và đang nhìn thấy cắm mắt và ăn một cái hạt hồi phục và quay ngược trở lại. Nhưng bây giờ thì cái thế lính này nó lại đẩy vào trụ rồi và Ember sẽ có được một nhịp biến về để có thể gia tăng thêm cho mình những món trang bị chống chịu. Có lẽ là anh ta sẽ về, anh ta lên thẳng cho mình một cái giáp lưới để tăng cái khả năng, cái tăng lượng giáp của mình và giảm cái lượng sát thương mà Nagia có thể mang đến. Nhưng quyết định của Ember sẽ là mua thêm cho mình là một cái hồng ngọc và sẽ là đảo xuống dưới. Vịt bây giờ đang quá yếu rồi và khi mà có bó tên đánh tháng thì Slayer sẽ đảo lên trên để có thể tấn công vào sứ giả và sau đó đẩy bằng trụ lên trên. Slayer đang chờ đợi cho một thứ sử dụng sở xích của mình. Nếu như anh ta di chuyển vào và thấy Killer Queen, anh ta đã thấy Killer Queen, ngay đầu tiên Killer Queen lướt đi rồi. Thế đánh từ đơn phía của Team Wells đang tương đối nguy hiểm một tí xíu. Tôi đang nhìn thấy được một Ember cũng đang di chuyển và sẵn sàng cho pha đánh vào khu vực hai xe nhà cái nước. Nhiễm chủ bơi nha, bơi nha, bơi nha. Thứ nhất, họ muốn cho Slayer có được con sứ giả này để nhằm mục đích gia tăng thêm lượng kinh tế, và cái thứ hai nữa họ chỉ một phần nào đó những gì mà Ember đang nhận phải. Pha này đánh khó nha. Không với câu chuyện hòa bình họ sẵn sàng ra pha đánh nhau. Ngục cổ ngự của địa giữ chân Killer Queen. Tôi đứng nó luôn chứ nhờ. Sẵn sàng cho tình huống án tử rồi, nhưng đội hình của Team Wells đang gặp vấn đề lớn quy lực thiên hai bên ra và SA rất nhẹ nhàng. Tắt mưa nha anh em nhé, tắt tiếng mưa anh em nhá. Không ai cả. Ember tiếp tục là người chịu thiệt nhưng mà Slayer thì sẽ được farm ở đường trên. Và đó vẫn là điều mà SE đang làm cực kỳ tốt trong ván thi đấu này. Slayer anh ta đang được hưởng lại một tí chỉ số lính khu vực đường trên. Lao vào, sử dụng chiêu cuối, tấn công vị trí của Slayer, anh ta vẫn còn sống. Và cái quan trọng hết là Slayer. Ui nhảy vào luôn à. Xong rồi. Cái gì thế nhờ? Thực ra pha thi đấu đấy là một pha mà các bạn có thể nhìn thấy lượng sát thương của Naya suýt chút nữa thì đủ. Nhưng Slayer anh ta vẫn kịp tỉnh táo để tốc biến ở cái nhịp cuối cùng và pha đó thì tôi nghĩ là chỉ còn tầm dưới 100 máu đến từ Slayer mà thôi. Nhưng điều đó cũng đã có thể khiến một pha outplay trở thành một pha thảm họa. Pha đó là pha mà Slayer anh ta chủ động đứng lại để bếp cú nhảy vào. Rõ ràng anh ta đứng lại, anh ta biết những gì mình có, đứng lại bắn, không sợ, nhảy vào tốc biến xuyên dưới cuối xong. Mày hơn nha. Đó là đi rồi. Chúng ta có thể nói là Slayer đóng một vai giả khờ, nhưng khờ này là khờ ôm khôn. Và chính cái pha khổng khôn đó nó mang lại cho bên phía của SM một màn hạ gục nữa.
Và chính tình huống đó bỗng nhiên khiến cho Nagaya đang trong cái thế mà đang ngon. Thì tự nhiên ta cầm một cách nó tương đối. Ừ. Đúng rồi, Sài Gòn mưa rồi. Một cái may mắn dành cho bên phía Tiwell rồi như thế này. Sài Gòn đổ mưa gì ai đây? Đây không an mạng. Nếu như pha đó mà đây là gì Tây Đức đây. Cuối cùng thì chắc là mọi thứ nó sẽ tệ hơn. Ừ, chính xác là như vậy. Và khu vực đường giữa thì tạm thời vẫn đang là hòa hoãn dành cho cả hai người chơi này. Nhưng với cái lượng trang bị như thế này thì con Vega đã bắt đầu có được cái tốc độ đẩy và có thể gọi là ngang bằng so với con Ryan phía kia. Và cái việc đẩy của anh ta không cần sử dụng quá nhiều. Một quy một W là so Sài Gòn khóc ra. Khóc cho cá voi hay là khóc cho chú gà. Và lúc này thì Nagia vẫn còn biến ở trong pha giao tranh tiếp theo mà bên phía Team Will muốn triển khai. Pha giao tranh ở con rồng kế đến này thì Team Will sẽ là đội có được lợi thế hơn, bởi vì họ đã có đủ những chiêu thức để có thể giao tranh rồi. Và khi là Queen đang muốn tấn công bên cạnh. Rồi chào bạn. Bạn đi qua đường tôi, tôi về đi. Rồi, hai bên chỉ như thế thôi, không có gì nhiều hơn nữa. Nhưng mà Nagaya, ui Ember ăn nhiều sát thương của rượu. Aya. Nó khiến cho cái lượng máu, nhưng mà Ember đã rất khát máu. Tóc biến của Ember quyết định không xài. Anh ta đang khiến cho Nagaya. Ui, Ember chấp thêm cái tên lửa nữa, nhưng mà Nagaya vẫn phải là người bóng bê về. Một sự chênh lệch thật sự rất kinh khủng được tạo ra của đường trên. Vấn đề là cái tên lửa của VT, mặc dù đúng là bay mắc tầm thật, nhưng mà cái lượng đồ của anh ta cho thấy rằng cái tên lửa này nó không có bao nhiêu sát thương ở cấp độ 7 như thế này cả. Và DNK lúc này thì sẽ là người đâm thẳng vào rừng của Killer Queen. Anh ta không muốn cướp rừng gì cả, nhưng anh ta muốn tạo một cái áp lực khiến cho bộ đôi đường dưới của Team Will bắt buộc phải lùi về. Và sau đó đảm bảo là con sứ giả sẽ được thả cho Slayer. Với một lớp khiên trụ đã mất đi rồi thì con sứ giả này sẽ đem về cho Slayer thêm là hai lớp khiên trụ nữa. Thậm chí là có thể lớp thứ tư không? Lớp thứ tư thì là hơi khó nha. Hơi khó nhưng mà như đây đủ rồi. Tầm này Slayer bị mất thanh tẩy thật ra nó cũng hơi kỳ. Tại vì sắp sửa rồng ra cho nên là bọn họ quyết định đánh nương. SL quyết định đánh nương cho cái Dusty Wales. Cái cơ sở họ đánh thật ra không hề thiếu. Họ đang nắm giữ được một Vega với những tình huống nghèo. Họ vẫn đang nắm giữ được Kill the Queen. Kill the Queen băng ở dưới boss rồi. Đấy rồi, và Slayer đang bị bắt lại. Chết mẹ. Phải bỏ chạy, Slayer đang cầm phát tiếng không được rồi. Mày đã có DNK là một team Slayer đang được chọn. Đang bị dính vào tại trực bắn không trúng. Su, dành cho vịt, nếu như pha đó trực bắn trúng thì mọi chuyện nó khác lắm. Nhưng mà như là chết mẹ, ai da. Mẹ mày dịch hai mày. Headshot baby. Tuyệt vời dành cho xạ thủ bên phía của Team Wales. Lần này thì có sát thương rồi và đó là tiếp tục một màn hờ gục dành cho vịt. Chúng ta cần phải xem lại pha replay tại sao Slayer lại bị bắt trong pha vừa rồi khu vực đường dưới. Ăn Bolaban. Tôi thấy Bolaban mất cái nhưng mà cái vấn đề là tại sao lại ăn. Không, chúng tôi không cái tốc biến thì chắc chắn là nằm thôi, chắc chắn đó là một pha có thể là án tử này. Án tử đấy, thanh tẩy nhá. Đấy, hợp lý mất thanh tẩy và thế là ăn Bolaban. Không ăn. Pha này là ăn năng. Ăn năng hối cải tại vì pha này Slayer đứng cao quá. Chứ còn phải là ăn bò là bạc. À pha này team chủ động đánh luôn à. Rút kinh nghiệm trong những đợt sau. Đúng tiền đăng chứ. Ai ngờ team chủ động đánh anh em à. Tên lửa tuyệt vời. Có tầm nhìn mà. Có tầm nhìn luôn. Hoàn hảo. Điểm 10 cho vịt trong tình huống xử lý cuối cùng. Khu vực đường trên thì đang là cái cuộc cả liên tục nhưng mà chưa ai nằm nha. Từ khi có người chơi đi rừng ra thì may ra hai anh chàng này có thể nằm xuống. Bấm biến về. Ember liệu rằng không. Anh ta không cản như Naga tự động đứng lại. Pha này là một pha mà cũng giống như cái pha mà Ember bị hạ gục đầu tiên. Đấy là Nagia giả vờ biến về, sau đó là giúp Ember đẩy lên cao. Và sau đó anh ta sẽ ra xuất hiện. Một là tấn công, hai là tiếp tục đỡ lính mà thôi. Cái thế này là một thế mà Ember rất muốn lấy đi cái lớp khiên trụ ấy kìa. Mới là 13 phút 45 giây rồi. Và Ember chỉ cần có 10 giây để lấy lớp khiên trụ mà thôi. Nhưng Nagia từ chối. Và pha từ chối này là hoàn toàn hợp lý. Nó khiến cho cái lượng băng trụ đường dưới Ade chỉ có thể là có ở đường dưới mà thôi. Ý, thiếu lính rồi, thiếu lính. Lính của bên phía xe đang tiến về trước nó nhanh hơn tí. Nó khiến cho góc đánh của Team Wales đang tương đối bị hạn chế và khiến cho vịt bắt buộc phải giải quyết đợt lính này để có thể tổ chức pha băng trụ. Những quyền lực thiên nhiên ở DNK đang chờ đợi sẵn thì ý định đánh Team Wales nó cũng phải tương đối là bị hạn chế trong giai đoạn này. Và Slayer đầu bắt đầu móc nhiệt thị quái của vịt, nó phát huy tác dụng của nó và đang khiến cho vịt gặp, xin lỗi bạn, là đang khiến cho Slayer gặp một số vấn đề. Chắc chắn ta sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ cho những mảng miếng đánh còn lại khi mà giai đoạn hiện tại của Xin. Killer Queen, Bolaban, để xem nào, e trước rồi, bắt đầu Killer Queen nhử từ từ lăn vào thành công, tấn công người. Ai đi ơi. Kích qua được cái tăng tốc pha khá là hay, đã kích qua được đội tại DNK di chuyển tới. Và ngay lập tức Killer Queen sao không, ta muốn đợi địa tốc biến, nhưng mà đáng tiếc địa đi bộ thôi. Địa xử lý pha vừa rồi phải nói là hơi ác. Anh ta cực kỳ bình tĩnh, ơi kéo, hụt. Vâng, anh kia nói tiếp đi. Đúng rồi, anh cứ nói tiếp đi, mời anh.
Tôi hơi đứng hình đúng không? Kéo vừa rồi. Mà anh Ngọc Ui. đúng là Luca Thiên khi mà ngay cả hơi giật mình. Nhắm có thể khiến anh Thiên giật mình. Một chút cửa mang tên Ngọc Thiên đàng hoàng host. Tiếp đi anh, dở thôi. À, hiện tại thì sứ giả Khe Nước đang được kiểm soát từ cả Sejuani và Vega trong tay của Glory và không có động thái nào để họ can thiệp cả. Đổi lại sẽ là cái trụ một khu vực dưới và lượng tiền được nhường vào tay của Slater và cả Ballet. Khu vực trên rất dễ dàng. Còn sứ giả này là đồ trong túi của Killer Queen. Nhưng mà tôi đang băn khoăn là cái con sứ giả này họ sẽ thả ở đường nào. Đường giữa chắc là cái lựa chọn khá tốt. Nhưng mà ba trụ của SBC Esports thì nó lại hơi đầy đủ máu quá. Nó chưa bị đe dọa quá nhiều nên sẽ không thể tạo được một cái áp lực quá lớn lên đội hình của SBC Esports với con sứ giả này. Tin vui cho Team Will là Vịt vẫn đang farm tốt và với hai điểm hạ gục có trước đó thì chúng ta đang có một lượng đồ nhỉnh hơn so với chất tướng của Slater. Con Varus đánh thường này thì khi mà bằng đồ ấy thì Jinx sẽ là tướng vượt trội hơn, tầm đánh dài hơn, khả năng dồn sát thương là có. Nhưng nếu mà Slater quăng trúng trước cuối và Vịt thì nó sẽ là một vấn đề khác. Nhưng mà làm thế nào để Slater có thể ném được? Thế trận này là cái vấn đề phải làm ở một cách này, nào đó mà trước của Vịt quá nhiều nha. Và thậm chí là anh ta còn đổ thêm cả một cái cảm giác không ai triệt hạ được Unit à. Ok, là một bài toán thực sự rất khó dành cho SE để có thể giải quyết. Nó phi mãi liền đó. Họ đang cần phải giải quyết một cái vấn đề, đó chính là các công trình. Từ nãy giờ Team Will chưa có bất cứ một công trình nào cả. Họ sẽ cần phải tận dụng con xuyên khí nước này để nhằm mục đích là có được công trình. Nhưng mà đúng như anh Dư đã nói đó, tức là bây giờ sẽ phải làm sao để thả được. Tôi nghĩ nếu như mà bạn cảm giác muốn tôi là hóa đó, là chắc chắn xuống 100% lấy công trình bạn thả xuống đường dưới. Đây là cái nơi mà bắt đầu là Team Will họ đánh ngược, họ cử Glory và Glory cũng đang liên tục có những pha tác động vào công trình, lượng máu nó cũng mất đi kha khá, cho nên biết đâu đó các thành viên của Wales có thể nghĩ tới câu chuyện của một đường dưới hạ sứ giả Khe Nước, còn nếu không thì đợi tới khi mà con rồng ra, không biết là họ thả được không nhỉ? Tôi nghĩ là đợi đến khi rồng ra thì sẽ là vừa kịp, họ có thể thả trước khi rồng khoảng 10 giây nữa là ra thì thả, nhưng bây giờ là một nhịp biến về cần thiết này, Vịt sẽ có được món chưa chắc là lên được món đồ lớn nhưng mà sẽ là món đồ thứ hai. Legia đang bị ép thật sự, mất rất nhiều máu tại bị trưởng liên tục, vòng xoáy không gian luôn, quả khô máu đất địa và ngay lập tức Legia đang cần phải bỏ dậy tốc biến dĩ theo ý định đánh má hơn đó, thôi phải nói chưa vô tạp rồi đổ có cút rồi đó. Đầu tiên để bỏ cho Team Wales biết được là họ sẽ muốn nhắm vào cái trụ thứ nhất, vô tạp là cút rồi đó. Họ đang bắt đầu có một khao khát bằng cách là kêu gọi cả Vịt cả Glory di chuyển ra đường giữa để nhằm đến tấn công công trình. Đây rồi, cuối cùng cũng có khoảng trống. Và Killer Queen đang tất thả con xe cái đứt ra. Ember một mình cân là cân không nổi nên suy nghĩ cho kỹ. Cái hiệu ứng được có thể cản được pha có đây rồi, đã bị giữ chân lại. Ai da, chết liền luôn. Cả vẫn các bạn cùng với Team Wales, mặc dù cái bộ la bàn nó không đủ sự trong chị. Tới bây giờ đáng tự lấy được thanh tẩy đến từ Slater. Sứ giả được hút thêm lần nữa và Killer Queen chưa dừng lại đó. Vòng xoáy không gian rất khó chịu, án tự trung bắt đầu phản đòn, lao vào cân rất hay tên lửa. Khó nha, khó rồi. Một pha W, một pha bắn. Và mình có các bạn cùng chưa dừng lại đó, giật bắn thành công phản đòn để chạy ra xem. Em Nam xuống. Và Team Wales họ có con sứ giả khiến đức 1.000 điểm. Thậm chí là họ sẽ có luôn cho mình là con rồng đất, bởi vì lúc này không còn gì có thể ngăn cản Team Wales ăn cho mình con rồng đất này cả. Địa một chưa đủ lượng sát thương và tạm có rồi, có rồi. Rory cũng đã có được cho mình cấp độ 12. Lúc này ta có một vụ nổ vũ trụ là ở hai cấp tăng 2 lần và Ember không thể chịu được vụ nổ quá đau. Trước đó là một cái thiên thạch tối tăm nữa và cái cú tốc biến lên kéo án tử của Vie là 10 điểm. Và nó khiến cho cái pha nhảy vào của Nagia còn tuyệt đẹp hơn nữa khi nó làm choáng được 3 người và hạ gục được Slater là Vịt khi anh ta có hưng phấn với việc là phá xong trụ. Hai cái án tử liên tiếp đến từ Vie, nó là 10 điểm. Cú đầu tiên là tiền đề để kết liễu xa Ember. Cú thứ hai lấy đi cái thanh tẩy của Slater và khi bị mắc kẹt trong cái bẻ cong không gian, Slater không thể nào vùng vẫy, có được cả những cái lượng sát thương dồn vào đến từ tên lửa đạn đạo xung khiếp, đến từ cái hưng phấn. Vịt liên tục bắn vào tuyến sâu và khiến cho đội hình của SE tan vỡ. Một sự tan vỡ rất khó khăn đối với của SE, chắc chắn là như vậy. Họ đã rất nỗ lực. Ủa cái món hàng đen kèm nó lên là cái món gì hết nha? Giữa, nhưng một bài dịch lại vậy. Đối ẩu của đường trên khi mà điện quá tham trong việc tìm kiếm đa gây ra. Cái món nó tăng cái gì vậy? Cái nội tại của món nó là cái gì hết nè? Giá bằng một cái trụ không chỉ dừng lại ở công trình không. Không chỉ dừng lại ở trụ 1, trụ 2
và nó còn có thêm những mã gọn nữa. Gọn đuốc hả? Với team Wales có đội hình kinh tế rất tuyệt vời. Họ nhỉnh hơn mặt kinh tế. Họ sẽ bán cho ao quá anh em ơi. Ao bên tao bán lồn. Và bây giờ thì nhìn cái chất tướng về lết của họ thì quá khủng khiếp với một con Jack, một con Vega. Game 5 cho các bạn thôi, em chung. Cái game này là game 5 rồi đó. Bây giờ đang lên một trang bị thứ 3. Tôi nghĩ là bây giờ cái khoảnh khắc này là game 5 rồi đó. Con Unit nó săn quá. Ồ, mưa to mãi liền, mưa to mãi liền. Má cái gặp nước rồi, gà ướt nhẹp. Mưa kiểu này gà ướt nhẹp, cá gặp nước. Cái gì vậy trời? Quá lớn, còn Varus thì không phải vấn đề. Varus ở thời điểm hiện tại sẽ không vào được tầm để có thể tấn công Vịt nữa rồi. Nhưng mà cái tôi đang thắc mắc đầu tiên đó là Glory anh ta sắp tích xong cái quyền trường đại thiên sứ à, cái trường trực sinh. Nhưng mà bây giờ anh ta mới mua nước mắt thì cái khả năng tích cái quyền trường đại thiên sứ nó thật sự rất là lâu á. Thì anh ta muốn khóc lâu. Không sao, không sao. Cái quan trọng là bây giờ Glory có thể kiếm được thêm mạng cũng nữa nếu như mà địa di chuyển quá cao. Đi cái lúc đang đứng chờ đợi sẵn, anh ta quyết định là hủy pha bóng B biến về. Bởi vì anh ta nhận ra được là hiện tại địa đang di chuyển vào bên trong để nhằm mục đích là hỗ trợ lấy thêm lượng tầm nhìn. Và địa đang cố gắng phá bắt. Trong khi đó thì tôi đang thấy Kiloquin hình như đang muốn hút xuống và quăng một pha bola băng. Nhưng đây mà là một góc tương đối nhạy cảm, Vịt vẫn chưa sẵn sàng cho pha đánh nhau. Anh ta vẫn đang ở một góc đó tương đối là lạc lối. Cho nên góc này nó cũng không đẹp lắm để có thể tổ chức một pha đánh nhau. Tạm thời thì Team Wales sẽ để cho cái thế này là cái thế cân bằng. Nhưng họ cần phải kiểm soát lại lượng tầm nhìn ở ngay khung cầu sau. Chính xác như vậy, ở thời điểm hiện tại thì Kiloquin rồi về được rồi. Kiloquin vẫn còn đó cái lòng này. Ê Kiloquin suy nghĩ bạn ơi. Rồi, lướt được. Và Kiloquin vẫn có thể về được trong gạt tóc khi mà khoảng thời gian cái lòng đèn còn tí xíu nữa. Anh ta câu được luôn chiêu cuối của Slader. Và bây giờ cái áp lực cho Team Wales để giao tranh nó là quá ít từ SVTC Esports. Họ hoàn toàn có thể côn lao thẳng vào Baron luôn cũng được. Với lượng đồ này là ăn được nha. Nhưng cái thế lính của Nagia đẩy lên. Đúng rồi, em để lại định làm cái này là biết tông lính à. Camper phải ra đây phòng thủ. Tham lắm thế. Nên Team Will họ sẽ chậm lại một chút, họ sẽ để cho Glory có thể đẩy ở đường trên. Cái thế lính hai đường cánh. Ôi, Kiloquin Quinn làm gì thế này? Và anh ta đang cần có sự hỗ trợ rất nhiều. Con mắt nó cắm nó khiến cho Quinn không lít được qua lồng đèn. Và Vịt đang trông thấy khó, mọi người chạy ra che quyền lực thiên nhiên. Kiloquin đang bị bám, đang bị nằm xuống, ta đã phải nằm xuống rồi. Glory đang lựa có một phong quẩy rất là đang vẫn còn được nha, đang vẫn còn hay nha. Double kill cho Rai, bắn thư đến từ Slayer. Ember đang nhắm người này ra, anh ta đang hấp. Em để biết không tống lính rồi. Double kill, hãy cho Kassante tiếp tục được tỏa sáng. Nhưng địa đã bị kẹt bên trong bể trong không gian. Combo vào, nhảy vào tấn công. Hình như tương đối bảo hiểm, Ember đang quấn né, anh ta vẫn còn thở. Anh ta còn sống. Glory tóc biểu quy không được. Và ngay lập tức Slayer sử dụng thanh tẩy, anh ta có thể thoát được khỏi bể trong không gian. Còn trong đó Glory... Nice! Mid này không tốn lính cho lắm. Kinh khủng lên từ SC. Mặc dù họ thiếu đi cái công cụ đó là cái chiêu mid này không tốn lính. Nhưng cái pha giao tranh hớ đến từ Kiloquin đã khiến cho phía của Team Wales họ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Và nhìn xem một con thương tăng ở cái... Ôi cái ném cú này thì ông ngắm. Thực ra là có vẻ như là Kiloquin anh ta quên rằng Slayer chưa hồi tốc biến thế nào. Anh ta muốn ném dự đoán của đối phương. Nhưng mà đây là một pha mà đâm lên quá sâu. Em để trưởng nhiều. Và khi mà họ cảm giác được em bơi vô đẹp, liên cây họ cân bằng được thì BE nằm xuống với sự sát thương của địa. Và Ember quẩy trời ơi, như kiểu là chỗ không người luôn. Đây là con Sante mà không có được mạng hài gọc từ nãy tới giờ đó nha. Nếu như nó mà xanh thì tôi không biết cái viễn cảnh nó xảy ra trong pha giao tranh này nữa. Và đây cùng quay ngược trở lại để có thể tạo một tí. Và đây là đánh rồi, Nagia đã bị kẹt lại, đấy là... Hay! Hay! Ba Vịt bị kẹt lại! Nature! Lại một lần nữa, double kill cho Denver! Vịt đứng... Tôi đứng xem! Giật bắn... À, giật bắn! Nhưng mà đáng tiếc! Ba giật bắn này không cướp được để từ... Nature! Lạc kèo! Virus của Slayer sẽ dồn sát thương mạnh hơn rất nhiều và những thành viên của SBC Esports che rất kín cho con Baron. Cộng thêm nữa là Team Will đã không còn có tầm nhìn nữa. Tôi chưa hiểu tại sao Team Will lại đâm đầu vào con Baron này, hay có chăng họ đang muốn có một tình huống mà cố gắng gỡ gạc lại. Nhưng sai càng thêm sai, bởi vì có Maokai trong đội hình bên kia thì bạn không nên lao vào Baron. Và cái bô la băng thả mua của Kiloquin một lần nữa. Và khi mà cái thế đánh mà Slayer với cả địa một không ai được đụng đến thì lượng sát thương mà họ có thể tạo ra trong pha giao tranh này là quá lớn.
không chỉ là một mình cái quyền lực thiên nhiên, mà chúng ta còn có đó là cái vòng xoáy không gian và cái chiêu cuối của Varus. Khi trói được một mục tiêu, lan ra toàn bộ những mục tiêu tiếp theo. Và cứ liên tục cái quá tải kết hợp với cái dòng chảy ma pháp. Bơ đẻ, ta nói là bơ đẻ làm hết rồi. Lượng sát thương khổng lồ, em bơ với em đẻ làm hết. Slider, free shot. Anh muốn nói gì? Không, tôi đâu muốn nói gì đâu. No. Anh Trung sẽ để dành cho những pha giao tranh sắp tới, bởi vì trận đấu này nó đang trở nên vô cùng hấp dẫn khi mà Team Will đã ném đi hết tất cả các lợi thế mà họ có rồi. Lợi thế về rồng họ cũng mất, lợi thế về việc kiểm soát họ cũng mất, lợi thế về một con xạ thủ, con Jinx hơn đồ so với Varus bên phía bên kia cũng mất luôn. Khi bây giờ Varus đã có đồ và bây giờ anh ta bắn rất mạnh. Tức là thời điểm này con tướng mà điên cây cầm không còn là Maokai nữa. Giờ là thời điểm mà đây là thời điểm mà Miễn sao Thiên Nguyên được rồi. Để nhằm mục đích là mang thêm những mà hợp gộp là có thể. Điên cây này khá là trâu. Cố trong cái đó vịt thật sự đồng ý là vịt đang khỏe. Nhưng bị cái là bây giờ anh ta đang bị vô cái chân dùng cách tổng cái điên gì tên. Vô cái chân cách tổng cái điên tên với lại điên cây. Dùng cách thắng chứ. Sẵn sàng bỏ đà khô máu luôn. Ember có thể là ca sao tên ấy. Đúng rồi. Hai sao luôn. Đây, ôi, điên gây ác, che. Bay vào luôn che. Rồi. Đấy. Ngay lập tức chưa công cụ nào để đánh. Đây là góc mình có thể bắn được. Bắn đây quá trâu, ngược lại người phải làm cái gì con. Bắt đầu tìm mục tiêu còn lại, Slayer đang tiếp tục gia tăng tốc độ bắn của mình lên. Team Will. Những cái pha đánh này là rất với của Team Will nhá. Bởi vì họ combat khi mà Glory chưa đến cái tầm tấn công của con Vega này. Đáng tự đáng. Đã bị hạn chế rất nhiều. Điên cây bắt đầu bay vào, ngay lập tức anh ta đấm đối thủ vào trong thế khó. Và Bia đang làm một cái bóng nhẹ tay tự trúng được vào cái hướng lướt đến từ Ember. Nhưng Ember đang có khổng lồ quá được tạo hỗ trợ. Vô sau. Vịt đang được tăng mức độ hương phấn và bắn vô cùng đầu đớn. Còn Nagaya đang dịch chuyển vào một đứa bọc hậu. Nhưng liệu là để không để anh ta bắt đầu tóc biến, ta bắt đầu phản đồ. Nhưng chơi hỗ trợ tóc biến lên vẽ rất hay bằng bẻ trong không gian. Người đã bị kẹt lại đó. Hơi sau. Nhưng phía bên này thì vịt vẫn được bắn. Điên cây bất lực lùi ra. Không sao. Anh thấy có vẻ sao hơi sớm chưa? Đúng. Pha này không sao hết. Sớm hơi sáo. Sao hơi sớm. Đó là một cái pha giao tranh các bạn có thể nhìn thấy là Glory đứng ở trong trung tâm của Team Will. Anh ta có thể tốc biến băng lên để có thể hỗ trợ với Nagia. Không phải qua nha. Glory đã giữ lại được Slayer và Palette. Trước đấy là một pha mà Kasate anh ta bị giữ. Tụi nó mất lát hết rồi nè. Pha này mặc dù Palette đã rất nhanh tay để có thể hóa cốc được Nagia, nhưng cái tốc biến và đặt bẻ cong không gian của Glory là quá tốt. Sau đó là một vụ nổ vũ trụ nhắm thẳng vào Slayer. Thì Slayer hay. Nhưng lúc này Nagia lại bị bắt bởi điện cây và điện 1. Nhưng cho phép luật sư Thiên có thể biện hộ trong pha giao tranh vừa rồi. Mời anh. Mặc dù Slayer nằm xuống nhưng pha đó Slayer chưa hồi thanh tẩy và cũng chưa hồi tóc biến. Nhưng hai thành viên phía kia đó là Nagia và Glory đều phải đầu tư hai cái tóc biến rồi. Và pha giao tranh vừa rồi họ chỉ có thể phòng ngự thành công đợt tẩy mà thôi. Họ vẫn mất cái trụ hai đường giữa và trụ hai đường dưới. Và bây giờ họ thậm chí mất... Ơi! Ôi trời ơi! Ơi dữ vậy! Theo em tới cuối chân trời đó là đi... Dữ vậy sao? Điên cây bị dính án tử và ta nằm xuống. Dính chuyển đến từ Ember. Ember đang cố gắng lướt đi và ta ngay lập tức... Dữ vậy sao? Quy đến từ Bia. Cái góc đường giữa lại góc án tử lần nữa trúng luôn. La vào luôn, lưỡi hai xây rất tuyệt vời nhưng Ember vẫn đang có... Trời ơi cái gì hoài vậy? Thêm lần nữa, quá tuyệt vời. Nhưng mà này, nhưng mà khổ lắm. Ôi, kỳ này thì cái gì mới là người phải nằm xuống. Ember quá cây cú trói khá thành công. Rồi, mới tóc biến sao chạy? Vô hiệu lực và Glory đang cố gắng thoát đi. Án tử không đủ tầm của Bia. Bia xù thật sự, lúc gần trúng thì nó không trúng. Mà lúc trúng thì ông đội bị đẩy ra. Nên khiến Ember... Ember đang gây ra nhiều sát thương. Thứ năm có khổng lồ quá, Nagia đang bị hất tung về và rất nhiều con bắt đầu cầm. Nagia phá mặt rồi. Hey. Nagia phá mặt rồi. Cái lồng đen đến từ Bia lúc nào cũng được gọi là hậu thuẫn thêm 2-3 con mắt nữa đến từ Bia. Cho nên Nagia đánh vào mắt thật sự ở trong bán thi đấu này. Cứ lồng đen ra là Nagia đánh vào mắt. Vừa nãy. Vừa nãy đánh cái mắt thật. Chúng ta thấy là có một con mắt xanh được cắm ra và đúng là có một phát đánh của Nagia vào con mắt đấy thật và pha click không được vào lúc đấy. Nó khiến Nagia anh ta phải trả giá, nhưng đấy thực ra là hậu quả của việc anh ta chần chừ khi mà cái tên lửa của vịt bay đến. Đáng lẽ ra anh ta có thể lao vào tấn công Ember luôn để dứt điểm được, nhưng có vẻ như Nagia đang không nghĩ rằng là anh ta đang nghĩ rằng cái chiêu cuối đấy của vịt có thể dứt điểm được Kasate luôn. Đây chúng ta nhìn thấy được là Bia kéo chỉ trúng vào Ember và cái khi mà cần trúng mục tiêu khác thì trượt.
chúng ta có thể nhìn thấy được là Slayer anh ta bị làm choáng với cái vẻ cao không gian, nhưng kìa từ đấy thì lại thiếu tầm. À, cùng xem lại pha này nhá, tên lửa nếu như mà sát quay lại tôi nghĩ cũng không đủ sát thương. Một cái thú tượng thạch giáp và cả một cái khổng lồ hóa là đủ. Pha đấy nếu mà nhảy trước khi tên lửa chạm vào là chắc chắn em đi. Nhìn cái gì đây, cái gì đây, chơi gấp thú vậy đó. Tức là mỗi lần người ta đi tới là có mấy cái con cắm mắt á, cứ liên tục nó rơi ra mà không có cách nào cho cái Gia có thể thoát được cả. Rất đáng tiếc, bia án tử lần này thì trúng vào bờ sông và đã khiến cho bên phía của Team Wales không có cách nào có thể hướng ra được cái khu vực nguy hiểm. Nhưng mà vấn đề là giờ chúng ta đang thấy là bên phía của SE đang dừng quang bộ băng, kia quang bộ băng nhưng đã bị phát hiện lại quang bộ băng quá vô nghĩa. Kia lục quyền ấy từ cái này trúng nhưng vào người không cần vào, hình như bắn luôn thằng BE, bắn luôn thằng BE, bắn phải bắn trong tường và cái thức BE đang bị bắn đây đại sư khít đánh nữa là đủ bạn bờ tôi có được bạn không rồi về ba đông đi. Từ từ dẫn sao, từ từ dẫn sao. Chúng ta đang thấy là một pha thi đấu mà Killer Queen anh ta đã bị dụ mất cái vòng xoay không gian này. Bác sĩ tự nhiên Palace và Esper lại đứng ở trên nha. Nhưng nó sẽ là con Baron cho SBTC Esports mà thôi, bởi vì ở thời điểm hiện tại Team Will đã không còn gì có thể ra đây cả. Killer Queen ở quá xa, anh ta không còn tốc biến nữa. Baron ở phút 30 dành SBTC Esports và bây giờ Team Will bắt buộc phải còng lưng ra để phòng thủ. Nhưng có một cái điểm lợi cho Team Will, đấy là con rồng còn 4 phút nữa mới ra và nó sẽ không phải là một thế ép đánh vào linh hồn rồng đất của SBC Sport. Killer Queen này nếu mà gọi là muốn đánh con hai đường Sejuani này phải học em Khải. Killer Queen mất Vi, mất con Ngu Công rồi xong được bị ép đánh thì tại con này tới con này luôn rồi. Tiếng trước như là mau cai, con rất là ghét con này thì giống như kiểu bị ép đánh á. Cái tình huống bắt đến từ Lulu nữa thì cái dàn trước của họ đang cực kỳ trâu. Slayer có thanh tẩy mà thậm chí bên phía của Lulu trong tay bắn cùng lên cái chuông bảo hộ Mikael, nghĩa là anh ta có học em mỏi rồi, học em mỏi bảo vệ. Nhưng bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được là Địa, một người âm thầm, anh ta đang có cho mình được một cái KDA là 409 và lượng sát thương này là cực kỳ khủng khiếp. Đã có cho mình một cái gậy quá khổ trong người rồi, liệu là lên mũ hay là lên ngọn lửa hắc hóa chưa có sự đợi đĩa. Đang thiếu người. Thật sự bot đang đẩy. Khu vực đường trên muốn lên cái đầu bot đang đẩy. Mày chống chịu với con Rai thì cũng không là bao. Bot đang đẩy thế lính đẹp, dồn ba quay lính cho bot rồi. Slayer nhưng mà lao vào bị dính một cái khóa thú của Ballet, là con rác này thực sự rất dễ nằm. Bây giờ xem đây, họ đẩy vào, án tử thành công của DNK, nhưng DNK khá trâu. Vẫn tiếp tục chờ được lính tràn trụ, tiếp tục là án tử nhưng lần này nó hụt. Và họ vẫn tiếp tục là tấn công vào, vẫn chờ một tình huống chiêu cuối nhưng không, họ vẫn chưa sử dụng. Killer Queen bây giờ phải suy nghĩ rất kỹ trong tình huống pha quăng bola băng của mình, bởi vì một tình huống sai lầm thôi, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ. Anh ta nên suy nghĩ cực kỳ kỹ đây rồi, bắt đầu di chuyển, bắt đầu tìm góc để có thể lựa. Anh ta đang cần phải có pha quăng bola thật sự là chuẩn chỉ để nhằm mang lại mục đích đó, chính là một pha gỡ gạt. Chứ tạm thời thật ra endgame thì cũng tương đối khó. Đang nhắm, bẻ con không gian bung ra, sợi xích quăng ra, giữ chân lại được Killer Queen. Bắt đầu bị giữ chân là anh ta đang làm thiếu đường chọn, anh ta đang bị đẩy ra và anh ta không có cách nào có thể tấn công tiếp được cả. Từ không trúng vai, Killer Queen vẫn chưa biết lựa ai. Còn trong phía bên này thì Spam chiêu rất khẽ từ Glory, khiến cho lượng máu gamer đang trong thế khó. Killer Queen đang muốn quăng bờ băng, anh ta bắt đầu nhắm rồi. Anh ta bắt đầu nhắm và anh ta đang... Địa trưởng đau quá. Địa trưởng quá ghê, anh ta vừa trưởng vừa né, quá kinh khủng. Còn trong cái nhà lính thì vẫn đang bị tấn công. Ember có dịch chuyển cho nên đánh với đồng đội mình được. Và Killer Queen vẫn đang cố gắng bỏ chạy đi. Killer Queen vừa rồi hồi nãy bola băng vào. Quăng rồi đúng không? Là các bạn đã quăng rồi. Thật sự quá khổ cho Killer Queen khi bên kia toàn là Star Flanium, toàn là The World, toàn là Hermit Verbal, toàn là những công cụ để có thể giúp trên phía của xe có thể dễ dàng đánh bại đi. Mình rồi bola lao vào tới đây lên cây, anh ta đi kẹt bên trong bể công không gian, anh ta đang có khổng lồ hóa được thể hỗ trợ đi rồi làm mở cách. Thôi hậu báo rồi. Anh ta vẫn đang tìm một cái tắc đi, anh ta quý ba không để ta lướt. Thôi báo đủ rồi. Và Glory đang phải chạy ra và Vịt thì cũng gặp vấn đề, cho nên Vịt cũng không dám bắn tiếp. Dù vậy các bạn có thể nhìn thấy được là con Jinx 4 đồ của Vịt đang tỏ rõ sự khó chịu của mình. Cái khả năng đẩy lính của các thành viên Team Will là quá khủng khiếp. Nó khiến cho cái tốc độ đẩy của SBTC Esports bị chậm lại ở pha thi đấu vừa rồi. Họ chỉ lấy được một đường mà thôi và một cái trụ ba bảo vệ nhà lính ở đường dưới của Team Will. Trong khi đó thì Team Will bây giờ là một giai đoạn mà lượng sát thương của họ đã bắt đầu đáng kể rồi, nhưng họ không thể bật ra đánh khi mà không có bola băng. Cái pha thi đấu vừa rồi họ định dậm bước đi lên khi mà DNK đã nằm xuống, thì cái lượng sát thương đến từ một con Rai với những tình huống hồng đông, hồng đông quá khủng khiếp, nó khiến cho Team Will phải lùi về ngay lập tức và không dám dấn lên.
Từ nãy tới giờ thì những tình huống sử dụng bola băng của Killerwin nó chưa thực sự hiệu quả, và trong tình huống vừa rồi khu vực đường dưới, nếu như Killerwin không có bola băng thì ngược lại DNK vẫn chưa hồi cho mình đó là cái quyền lực thiên nhiên. Nhưng cái pha giao đấu tiếp theo có cái bola băng thì bên kia cũng sẽ hồi lại đó là quyền lực thiên nhiên và cả cái sợi xích tội lỗi đến từ Varus. Đây là một con sinh cực kỳ xanh, nhưng cái điều mà phía của Thiên Quêu làm từ nãy tới giờ là chưa tạo được một tiền đề, một góc đủ để phía của Vịt thoải mái xả sát thương. Killerwin đang thật sự đúng rồi, đứng cái thế đó, đứng cái thế đó là xong rồi, vô cái ăn luôn. Đang có một vấn đề, ném vào ai? Ném vào ai? Tại vì Ember với lại DNK che được địa, thật ra cũng có thể che rồi, được. Rồi đi hai cái boss luôn nè, đi hai cái boss được không nè? Đi hai cái boss được không nè? Rất nhanh. Đi hai cái boss được không nè? Cái gì mà bùm ánh trái? Đẹp. Just calm down, Mr. Thiên. You don't need to worry. Just calm. Tôi không muốn bị giật mình một lần nữa. Cố tình giật mình trước. Tại vì hình như là họ thấy cái hướng đi của cái tên lửa rồi. À, né né. Ừ, họ né ra để không để tránh bị nổ. Cho nên là trong tình huống vừa rồi thì ngay lập tức là mình cũng không có cách nào có thể tấn công được vào bên trong cái hàng rồng cả. Tạm thời dừng lại ở đây, và quan trọng là sẽ có điều mình cần. Họ có con rồng đất. Rory đang đứng rình để chờ xem có ai di chuyển vào bên trong hay không. Nhưng mà Baron chưa có, thật ra cũng chưa có nhiều cơ hội lắm. Với lại đường vào Baron bây giờ cần phải nhiều người chứ không phải là... Ây da. Biết hả? Ây da. Đang có những cú nhảy và SE đang đi rất cẩn thận. Ném cái chùi là giải tán nè, Xong rồi. Ê, Slayer, ê, đánh luôn, đánh được nha, họ biết. Rồi, đây rồi, đã thấy được rồi. Tỉnh táo nha. Niềm thiệt. Với đồ quơ nữa. Tỉnh táo nha. Cái cũng cầm Hobbit Bubble nè. Tàn là mấy stand dữ không? Vậy pha đó nhót mẹ người, nhót. Gọi là trận đấu căng thẳng hơn. Pha đó nhót đích nha. Thượng đang rất là kinh khủng để khiến Team Wales chưa có cách nào để có thể gây khó dễ được. Họ đừng muốn bắt lẻ, nhưng gần như bằng không. Ở thời điểm hiện tại họ cần phải bắt lẻ vào con Lulu của Ballet. Chắc chắn là như vậy, với họp bảo hộ Miken, với vương miện Surelia và với khổng lồ hóa. Ballet nằm xuống thì SBTC Esports sẽ khó đánh hơn rất nhiều. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Kassante, Maokai với cả Ryze mà cầm linh hồn rồng đất thì trông hơi khó để Team Wales có thể gây sát thương. Ngay cả Slider với hồi máu phụ trội, anh ta có một lượng giáp ảo có thể nói là quá lớn. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy được SBTC hoàn toàn có thể lao vào Baron để câu, và câu được những con cá voi luôn. Thậm chí là bây giờ Slayer đang có giáp thiên thần, còn thanh tẩy, còn tốc biến, còn cả chiêu cuối. Cố gắng bóc đi cái lớp giáp ảo đến từ Glory là xong. Họ đang rush Baron cực kỳ nhanh. Killerwin lao vào quăng qua băng đại, nhưng đó là DNK. DNK vẫn đang khá là khỏe, quyền lực thiên nhiên bung ra khá ok. Đang giả bắt đầu lao vào tấn công. Kỳ này người đang đứng bên trong là Vịt, là Nagia, và Glory đang bị tách ra. Ui, sợi xích đau lớn, tuyệt vời. Ây da, phải đẹp bơi vô đẹp quá. Nagia đang bơi một mình tương đối cô. Nhưng mà quẩy được không? Đang quá là trâu, ngược lại Nagia sắp sửa nằm xuống rồi. Anh ta đã phải nằm phía bên này. Ây da, thằng Vịt nó bắn lớn kìa. Đi bạn đã thấy thằng Vịt nó bắn tự bắn hết rồi chứ. Này sao? Và chắc chắn là Team Wales vòng đấu thứ tư sẽ dành cho đi một của những người đồng đội của mình. Họ đang tiến thẳng vào nhà chính của đối phương. Thắng rồi. Một trận đấu quá kinh khủng đến từ chúng ta chiến thắng với một lượng sát thương quá khủng khiếp. Slayer pha thi đấu vừa rồi, anh ta mặc dù dính ở trong cái mẻ trong không gian của Glory, nhưng đó là tất cả những nguồn sức lộp không được chơi game trong ván thi đấu này. Ether chống chịu toàn bộ lượng sát thương. Được bài này pha này nhót không? Baron cũng vừa rồi. Được pha này nhót người không? Pha nó núp trong đây nhót con mẹ nó một nhịp. Rồi xong qua tới bên này nhót thêm nhịp nữa. Nhót. Quyền tâm hơi biết nào được. Sau pha này nhót thêm gái nữa. Chúng ta có thể thấy được SPC nhót khùng nhót điên. Lao vào Baron để câu và câu được. Phải này chú dịch nắng hết anh em ạ. Thậm chí là bây giờ Slayer đang có giáp thì trong danh hai nha. Baron cực kỳ nhanh. Killerwin lao vào quăng qua băng đại, nhưng đó là DNK vẫn đang khá là khỏe, quyền lực thiên nhiên bung ra khá ok. Đang giả bắt đầu lao vào tấn công. Kỳ này người đang đứng bên trong là Vịt, là Nagia, và Glory đang bị tách ra. Cho con hiểu. Sợi xích đau lớn, tuyệt vời. Lao vào tấn công. Được rồi, thấy Vịt nó bắn nè. Đang bơi một mình tương đối cô độc trong đó. Ember vẫn đang quá là trâu, ngược lại Nagia sắp sửa nằm xuống rồi. Anh ta đã phải nằm phía bên này sau này. Nhưng mà bắn sao được, qua tay em đĩa. Nhưng mà Slayer vẫn đang được bắn đây hết ra. Tôi muốn chắc là phải nằm vào Nagia đang bơi một mình. Con mẹ mày. Hơn pha này em đĩa tìm được chứ. Trời ơi, nó bắn thêm chắc tầm 2 cái nữa chết mẹ nó hết vàng dưới này rồi. Mà đĩa chỉ vô hả? Đĩa nó chưởng cái chết luôn, đĩa chưởng cái nốc mẹ nó luôn nè, nốc luôn. Đĩa chưởng nốc luôn. Đĩa hay vậy? Mẹ em địa ngục.
Trời ơi, đủ cái máu cũng không còn được. Như đây em bị ngục trưởng cái mất luôn mày. Để nó khác luôn hả? Ồ, em bị ngục trưởng cái mất luôn. Quá tuyệt. Chưa vậy ạ? Chưa vậy ạ? Nhưng mà xây đâu 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 mà thằng dịch mà bắn thêm hai cái thua mẹ nó được cơm mát rồi thua luôn á. Đội thắng chung cuộc của cặp trận đấu này. Hiện nay chưa bật tiên anh em ơi, chưa bật tiên anh em ơi, còn một cái chung kết nữa, còn một ải là gan nữa anh em ơi, còn một ải là gan nữa. Tập trung vô cái ải gan là đẹp. Tuần sau đúng không? Vậy là chủ nhật là mình không đánh rồi đúng không? Tuần sau mình đánh đúng không? Đập hết em nè. Chủ đầu hình như hết em luôn hay sao á? Chủ đầu hết em luôn. Dịch còn hai ba cái máu địa ở quy nó chết luôn. Ồ, địa quy nó chết luôn. Xe hắn. Chủ đầu xe ăn. Gồng xe ăn, cái cuối ăn hết, tôi phải cho em. Tuyệt vời. Cố đổ được mạng này, ý trời chưa anh em, ý trời chưa, nãy đang mưa quá, đang mưa thấy thế thua, xong cái ông chợ ông kêu là ồ tê đất gạch nước rồi, ổng tắt mưa, xong vừa mới hết game ổng mưa ào ào luôn, vừa mới hết game ổng mưa ào ào luôn, bây giờ cá nào gạch nước cho nổi, giờ cá nào gạch nước cho nổi anh em.